Thưa quý vị, Lào Cai hiện đang có nhiều dự án công trình lớn được triển khai xây dựng. Chỉ một phút lơ là, nếu không may xảy ra tai nạn lao động, hậu quả sẽ khôn lường. Vì thế, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành tăng cường thực hiện, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Để dự án xây dựng trung tâm y tế huyện Simacai đảm bảo tiến độ, trong điều kiện làm việc ở trên cao, tiếng ồn lớn và thời tiết nắng nóng, đơn vị thi công đã linh hoạt điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp, không để công nhân phải làm việc quá lâu khi nền nhiệt độ tăng cao, đồng thời trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và quy định an toàn khi làm việc cho người lao động. Thường xuyên là nhắc nhở công nhân trong quá trình thi công phải đảm bảo hết sức an toàn là một cái, thứ hai là thường xuyên tổ chức tập huấn hoặc là để cho công nhân nắm được cái vai trò quan trọng của việc an toàn trong công tác thi công xây dựng. Anh em cứ vào trong trường là bắt đầu là mũ đội quy, áo mũ đã đầy đủ, đai an toàn. Tại dự án xây dựng bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà, đơn vị thi công yêu cầu tất cả kỹ sư, công nhân làm việc trên công trình bắt buộc phải tuân thủ đúng các yêu cầu về an toàn lao động ở từng vị trí làm việc. Công tác kiểm định an toàn máy móc, thiết bị phục vụ thi công tại công trường cũng được thực hiện nghiêm ngặt. Đầu tiên là phải tuyệt đối an toàn về lao động, và đầu tiên là cái tính mạng con người là đặt ra là cái quan trọng nhất. Ngay khi mà tuyển vào là cái ban an toàn là đã tập huấn lại cho anh em công nhân trên công trường, và cũng anh em thì cũng được trang bị đầy đủ bảo hộ rồi, mũ giày là theo quy định. Các ngành chức năng của tỉnh luôn chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động, cương quyết dừng thi công đối với công trường có dấu hiệu vi phạm, thường xuyên tập huấn hướng dẫn quy định về công tác đảm bảo an toàn cho người lao động. Cơ bản các cái đơn vị doanh nghiệp thì cũng đã chấp hành tương đối tốt các cái quy định về an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp thì do nhận thức thôi, không hiểu biết, có thể có những tồn tại mà chưa để nắm được. Thì qua cái công tác thanh kiểm tra thì các qua ý kiến kiến nghị của các cái ngành chức năng và thanh tra lao động thì các đơn vị cũng đã có ý thức chấp hành và khắc phục ngay. Thống kê cho thấy 9 tháng của năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ tai nạn lao động, làm chết và bị thương 25 người. Do vậy, cùng với sự vào cuộc của cơ quan chức năng, người lao động cần nâng cao ý thức tự bảo vệ trước nguy cơ mất an toàn lao động. Các chủ sử dụng lao động quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phòng ngừa rủi ro, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo tiến độ công trình, dự án.